Sáng ngày 20 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Hội An tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2023 và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tháng công nhân năm 2023 có chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức gắn với hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là hoạt động rộng khắp có tính hành động cao, trực tiếp hướng về cơ sở với nhiều nội dung và hình thức tổ chức phong phú nhằm đem lại niềm vui hạnh phúc cho công nhân viên chức lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Các cấp công đoàn sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, trong đó triển khai tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Một trong những nội dung trọng tâm là tập trung huy động các nguồn lực, tạo kinh phí và điều kiện để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ với đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, bị tai nạn lao động và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh kéo dài. Cùng với hai nhà máy ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ trong năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hội An trích nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên để trao 80 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Tổ chức chia cũng hỗ trợ 40 xuất quà trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên của đội khai thác yến Hội An đang trực tiếp làm việc tại các hang nuôi dự yến sào trên đảo Cù Lao Chàm. Sau lễ phát động tháng công nhân năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đại biểu công đoàn thành phố Hội An lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong thời gian tới.